đạo công ty cổ phần Đạt Phương, lãnh đạo các công ty thành viên, các ban điều hành dự án và toàn thể hơn 200 cán bộ công nhân viên đang có mặt tại các đầu cầu, điểm đầu cầu trực tuyến ta đang thấy trên màn hình này. Và để bắt đầu chương trình cho buổi đào tạo hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời ông Lương Minh Tuấn, chủ tịch hội, có đôi lời chia sẻ với anh chị. Rất cảm ơn tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã nhận lời tham gia diễn giả trong cái buổi ngày hôm nay. Hôm nay tôi chắc sẽ là một buổi rất thú vị đối với tất cả các bạn, và tôi mong rằng là các bạn cầu thị trong buổi lắng nghe, thì trong buổi hôm nay tôi chắc là các bạn sẽ có những cái kết quả thú vị, hữu ích đối với bản thân, và sẽ là cái giúp cho các bạn cho những cái quan niệm, cái công việc và các cái vấn đề nó sẽ tốt cho tất cả mọi người, và chúc thành công. Cũng xin mời tiến sĩ Lê Thẩm Dương ạ. Xin mời thầy có bắt đầu cái buổi đào tạo. Xin kính thưa ông tổng giám đốc, đặc biệt xin kính thưa các anh chị cán bộ chủ chốt của công ty, xin kính thưa tất cả các anh chị, 200 các anh chị các cầu truyền hình, xin phép được hầu hạ các anh chị trong cái buổi của ngày, hai buổi của ngày hôm nay. Chưa bao giờ đạo đức là một cái anh tiến sĩ, đạo đức là một anh chức vụ cả, kể cả ủy viên Trung Đảng, thậm chí ủy viên Bộ Chính trị. Nếu không làm được thì dứt khoát không phải đạo đức rồi. Cho nên là cả một thời kỳ bao cấp nó đã trôi qua và nó để lại những cái di chứng rất là xấu. Chính vì lẽ đó cho nên là Trung ương và cả Đảng, cả Chính phủ, nếu các anh chị theo dõi những ngày hôm nay, cái chuyển về chất nó tốt lắm nếu xét là chiều dài. Nhưng nếu xét là chiều ngắn ấy, thì mình chưa quen. Cho nên là cái vận hành ấy, khi mà biến nó thành thực thi thì nó chưa đạt được cái mong muốn lắm. Nhưng mà phải nói là mình chuyển rất thời thượng với cái chị ạ. Bởi vì nếu anh dừng lại là anh chết. Cho nên là mỗi công ty đơn vị mà các anh chị lại chủ động, các anh chị thay đổi trước, thì tôi cho đó là một cái cực kỳ là đáng ca ngợi, không phục trước hết là của ban lãnh đạo. Chứ còn nếu mà không là vua, tất cả các tập đoàn của Nhật, sức mạnh của nó dán ở ngoài cửa, chỉ có một khẩu hiệu thôi. Nó tạo ra văn hóa thực thi, văn hóa kỷ luật. Bố mày cần cái nhà đừng trống trộm, thì mẹ vẽ cho đẹp, bố có đẹp. Ở Việt Nam là vậy. Con rồi có mấy chân buộc phải nói cũng lơ mơ gì thế, xem nó dốt nhưng mà dốt đến mức nào. Mấy chân tưởng tượng cũng được, coi gì tí nữa có trọng tài đây, mẹ dần cuốn cổ cái thằng hiệu trưởng nó biết hết. Trước khi dập em nói đi, sắp tới có đa số này không phải bảo tôi biết. Mấy chân, câu trả lời cuối cùng của game sau đây. 6 chân, hoàn toàn đúng. Thế ra đây tự tin. Nếu mẹ tôi là ruồi đây, 4 chân đây, còn 2 nữa mọc đâu. Kiến thức này. Đây 4 nữa còn mọc đâu, nữa 2 chân nữa. Ở đâu? Mẹ nhân viên như vậy, tôi đi tuyển dụng, tôi chung tuyển dụng. Quất cho 2 tuần, ra ngoài, không đạt đến vòng. Mẹ kiếp, chỉ cười người ta ngon lắm nhé. Con đà điểu là loài chim hay loài bò sát? Quá đúng, phải tự tin thế chứ. Nó có biết bay không? Đúng luôn. Không biết bay tại sao gọi là chim? Nó có cánh, thì mẹ chuồn chuồn cũng có cánh, nhưng gọi là chuồn chuồn chứ không gọi là chim. Lông vũ đúng hẹn rồi. Lông vũ, chỉ cái cột có lông không? 2 năm ngon lành đi cho hạ, khả lo cho mày luôn. Nếu không ngon lành nữa, ở 3 năm đi cho bộ, chơi mày sát phạt luôn.
Cho nên là những chế độ như vậy, nếu các chị cho tôi giảm chuẩn hết, chứ không phải là ba cái thăm hỏi của công đoàn đâu các bạn ơi. Các bạn ạ, cho nên nó liên quan tới chế độ quản lý nhé. Nhưng nó không phải ở phần này. Cho nên là những bài giảng của tôi đang làm quyết liệt, đó là tái cấu trúc. Nó có nghề tái mà chúng ta vừa rồi tái không thành công. Nó có cái nghề doanh nghiệp thực thi để đảm bảo biến nhân sự thành những phẩm chất hiện đại, đổi hiện tư duy ấy. Cái gì ạ? Cho nên ở đây thì sẽ hẹn các chị dịp sau. Nhưng cái phần thay đổi tư duy, tám thay đổi phải làm. Cái gì ạ? Mỗi người tự ý thức tốt hơn là người ta tác động từ bên ngoài cả. Đấy, thì đấy. Và đấy có một số anh chị hỏi tôi. Thì thưa các chị, địa chỉ chính thống của tôi lethẩmdương.edu là cái miền của trí tuệ.vn. Cái gì ạ? Và cái bệnh cũng vậy, cái phần bệnh cũng vậy, mà phây cũng vậy, kết nối hết vào đây là web. Và tôi có tính sách này, cái trang giả của tôi nó khoảng 64 trang, bọn tôi loại dần thì đến ngày nay có 34 trang, và chỉ có 1 trang chính thống là của tôi thôi. Cho nên là các anh chị có thể kết nối với tôi thông qua cái này, vì nhiều anh chị hỏi tôi cái gì ạ. Và các phần quảng cáo, tôi quảng cáo cho sữa dê, tôi quảng cáo cho toàn bộ các chị ạ, sâm Aliban, tôi quảng cáo cho sản phẩm Bảo Xuân là những sản phẩm đầy chất lượng tôi mới làm, các chị ạ. Cho nên là các chị, cái phần marketing các chị không làm các chị thua. Nếu tôi lên VTV1 tôi làm một cái đại sứ, tôi bảo ê, Đạt Phương có một thành công ở nhân sự vì tài liệu này do Ủy ban Chứng khoán mà kiểm toán đã công bố rồi, chứ tôi không vi phạm luật pháp. Các chị có tin rằng ngay ngày mai cổ phiếu các chị lên không? Cho nên tôi là người có ảnh hưởng các chị ạ. Nhưng nếu tôi nói các chị về nhân sự quản trị hiện nay của các doanh nghiệp quá kém, ví dụ như anh Đạt Phương các chị ạ, là có tình trạng sau đấy. Tôi lấy cái tài liệu mà ủy ban nó công bố mà đã đăng báo thanh niên rồi, tôi không vi phạm luật pháp. Tôi lấy những một ví dụ trong bài phát biểu của tôi. Các chị có tin là cổ phiếu các chị chạm đáy, các chị ạ? Cho nên là các chị có thể liên hệ với tôi qua kênh chính thức đó, với một cái thẻ xanh đàng hoàng, chứ không phải là. Thế nên tại sao tôi ghi ở đây, các chị ạ? Cái gì nó phải rõ cái đó, đúng không? Hay vậy thì phần này thay đổi tư duy là cái đó. Nào, bây giờ kiến thức tiếp theo, kiến thức số 3, cách làm. Làm thế nào? Tất cả đi học Anh, Pháp, Mỹ. Trường Doanh Nhân PR.